Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 11. Như vậy là hôm trước chúng ta đã tìm hiểu xong về những cái điều kiện bên ngoài mà có ảnh hưởng đến quan hệ rồi. Thì trong cái bài học ngày hôm nay, trong clip ngày hôm nay chúng ta chỉ tìm hiểu sang bài 11. Đó là quan hệ và năng suất cây trồng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái phần đầu tiên, đó là quan hệ nó quyết định cái năng suất cây trồng. Thì ở đây chúng ta thấy là người ta phân tích cho chúng ta một cái ví dụ thành phần các cái chất trong cái một cái cây, ví dụ như là cây cam hoặc là cây lúa. Thì ở đây người ta thấy là có tổng cái nguyên tố carbon là chiếm 45%, tổng nguyên tố hydro là chiếm 6,5%, tổng nguyên tố oxy là chiếm từ 42 đến 45%. Như vậy ở đây chúng ta thấy là carbon, hydro, oxy là chiếm khoảng từ 90 đến 95% tổng lượng chất khô ở trong trong cây. Như vậy đây chúng ta thấy là 90 đến 95% cái sản phẩm thu hoạch của cây là mà được lấy từ gì đây? CO2 và nước thông qua hoạt động quang hợp. Như vậy ở đây chúng ta có thể đưa đến một cái kết luận, đó là gì? Đó là quang hợp sẽ quyết định cái năng suất của cây cây trồng. Như vậy vì sao quang hợp lại quyết định năng suất cây trồng dựa vào cái phân tích ở trên chúng ta có thể nói ra được? Bởi vì cái quang hợp nó tạo ra được bao nhiêu? 90 đến 95% chất khô ở trong trong cây, chỉ có khoảng 5 đến 10% còn lại là các cái chất dinh dưỡng, dưỡng khoáng. Chúng ta nắm lại nè nha. Bởi vì phân tích thành phần trong một cái cây mà có năng suất cao, ví dụ cây cam chẳng hạn, người ta thấy carbon chiếm chỉ 45%, hydro 6,5%, oxy từ 42 đến 45%, mà carbon, hydro, oxy này nó chiếm bao nhiêu? 90 đến 95% tổng lượng chất khô trong cây, mà chất khô trong cây chính là những cái sản phẩm thu hoạch mà cây đã lấy được từ CO2 và nước. CO2 nước này lấy được thông qua cái hoạt động quang hợp. Như vậy ở đây nếu như mà cô in cái này nó hơi mờ, đây là một cái cây cà chua đó các em. Thì khi mà nói đến năng suất cây trồng thì chúng ta có hai cái khái niệm liên quan đến năng suất cây trồng, đó là năng suất sinh học và năng suất kinh tế. Như vậy năng suất sinh học là gì và năng suất kinh tế là gì? Nếu nói đến năng suất sinh học tức là chúng ta nói đến cái lượng chất khô được tích lũy ở cả lá, cả thân, hoa, quả, cả rễ. Còn khi nói đến năng suất kinh tế tức là chúng ta chỉ quan tâm đến những cái bộ phận của cây trồng mà mang lại hiệu quả kinh tế cho con người. Ví dụ như ở cây cà chua này chúng ta quan tâm đến quả của nó, quả. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ phân biệt hai cái loại năng suất này theo một cái khái niệm. Thì ở đây chúng ta thấy là nếu như năng suất sinh học thì đây chính là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên một hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. Có nghĩa là tổng lượng chất khô này được tích lũy ở cả rễ, cả thân, cả lá, cả hoa, cả quả, cả hạt, ở tất cả hai cái loại cơ quan sinh trưởng và sinh sản của cây, thì người ta gọi đó là năng suất sinh học. Nói chung đây là năng suất của cây. Còn năng suất kinh tế là gì? Năng suất kinh tế là một phần của năng suất sinh học mà nó được tích lũy trong một số các cái cơ quan lá, củ, quả hoặc là hạt mà có giá trị kinh tế đối với con người. Ví dụ như là ở những cái cây loài cây trồng mà họ hòa thảo thì cái phần vật chất chất khô của hạt á, trong tổng khối lượng chất khô của cơ thể trên mặt đất vào thời điểm thu hoạch thì nó có thể biến động khoảng từ 25% đến 50%, 25%, ví dụ như là cây cây ngô này, 50% là cây cây lúa này, vân vân. Như vậy là con người đã dựa vào đó để mà thành công trong cái việc là nâng cao cái phần khối lượng của hạt trong tổng khối lượng của cây tăng lên cao. Vì sao? Vì con người trồng những cây này là để thu hoạch lấy hạt chẳng hạn. Ví dụ như cây hướng dương này các em, thì lượng carbon tích lũy trong cây qua trong một ngày ở các bộ phận, ví dụ ở rễ là 0,2 gram trên mét vuông trên ngày, ở lá là 0,3 gram trên mét vuông trên ngày, ở hoa là 8,8 gram trên mét vuông trên ngày, ở thân là 0,6 gram trên mét vuông trên ngày. Mà chúng ta trồng cái cây hoa hướng dương chủ yếu là chúng ta thu hoạch gì đây? À, hoa. Hoa để làm gì? Để chúng ta thu hoạch cái phần hạt của nó. Như vậy là chúng ta nâng cao cái năng suất của hoa lên thì sẽ mang lại cái năng suất sinh học rất là cao cho con người, tức là cái bộ phận mà con người chúng ta quan tâm. Như vậy thì chúng ta thấy là cái năng suất sinh học cây trồng á thì nó phụ thuộc vào quá trình quang hợp.
Cho nên do đó nếu như mà chúng ta điều tiết được những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến quá trình quang hợp thì chúng ta sẽ nâng cao được cái năng suất cây cây trồng. Như vậy là chúng ta sẽ điều tiết những cái yếu tố nào để tăng năng suất cây trồng, đó là chúng ta tăng diện tích lá này, tăng cường độ quang hợp này và tăng hệ số kinh tế. Như vậy thì bây giờ chúng ta quan tâm đầu tiên đến đó là cái tăng cái diện tích lá. Nhưng mà tại sao tăng diện tích lá thì lại làm tăng năng suất cây trồng? Vì khi chúng ta tăng diện tích lá thì cái khả năng hấp thụ ánh sáng nó sẽ tăng lên và làm tăng cái cường độ quang hợp lên. Chúng ta vừa tìm hiểu qua bài phía trước rồi đúng không? Đấy. Cho nên chỉ tăng cái khả năng tích lũy các chất hữu cơ ở trong cây và cuối cùng dẫn tới là tăng được cái năng suất cây trồng. Như vậy muốn tăng diện tích lá thì chúng ta tăng bằng cách nào? Thì ở đây có một số biện pháp để mà chúng ta tăng được cái diện tích lá lên. Biện pháp thứ nhất đó là chúng ta điều khiển cái sự sinh trưởng của diện tích lá bằng biện pháp bón phân tưới nước một cách hợp lý. Như vậy khi chúng ta tưới nước bón phân một cách hợp lý thì sẽ làm cho lá rất là phát triển và làm tăng cái diện tích lá lên. Chúng ta nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp, hệ số kinh tế bằng cách chọn giống và những cái biện pháp kỹ thuật thích hợp. Có nghĩa là chúng ta chọn được những cái giống tốt để nó cho ra cái cơ quan sinh dưỡng nó to hơn, nó khỏe hơn, dẫn tới cái hiệu quả quang hợp nó cao hơn. Rồi chúng ta chọn những cái giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải, hoặc là trồng vào cái thời vụ thích hợp để cây trồng nó sử dụng được tối đa cái nguồn năng lượng mặt trời cho quá trình quang hợp. Tức là chọn cây phù hợp với mùa đó các em, thì cái khả năng sử dụng ánh sáng thì là hiệu quả sẽ là cao nhất. Như vậy thì trong sản xuất nông nghiệp, có phải cứ tăng diện tích lá là tăng năng suất cây trồng hay không? Thì thật ra là việc tăng năng suất cây trồng không chỉ là phụ thuộc vào việc tăng diện tích lá, mà nó còn phụ thuộc vào cái việc đó là chúng ta tăng cái cường độ quang hợp. Như vậy là khi chúng ta tăng cái cường độ quang hợp thì thế nào là tăng cường độ quang hợp, và chúng ta có thể tăng cái cường độ quang hợp ở cây xanh bằng cách nào? Thì cường độ quang hợp chính là cái chỉ số thể hiện hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp ở lá. Như vậy điều tiết hoạt động của bộ máy quang hợp bằng cách đó là chúng ta cung cấp nước này, cái nguồn nguyên liệu cho quá trình quang hợp này, cung cấp phân bón này, chúng ta chăm sóc hợp lý này, chúng ta tạo điều kiện cho lá phát triển, chúng ta tuyển chọn và tạo mới các cái giống cây trồng mà có cường độ quang hợp cao. Ví dụ như tăng thời gian quang hợp, tăng khả năng sử dụng ánh sáng vân vân, thì chúng ta tăng được cái cường độ quang hợp. Như vậy khi nói đến tăng cái hệ số kinh tế như vậy hệ số kinh tế là gì? Đó là tỷ số giữa số chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế và tổng số chất khô quang hợp được. Thì ở đây nếu như mà cái hệ số kinh tế này mà nó càng lớn á, thì chứng tỏ là nó mang lại cái hiệu quả càng cao cho con người. Vì cái tỷ số này chính là tỷ số giữa chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế trên tổng số chất khô quang hợp được cơ mà. Như vậy hệ số này chứng tỏ là cái chất khô mà tích lũy trong cơ quan kinh tế là tử, còn tổng số chất khô trong quang hợp là mẫu. Như vậy nếu như cái chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế mà ra cái hệ số này càng cao, thì cái lượng chất khô tích lũy trong cơ quan kinh tế này càng lớn. Nhưng những biện pháp nào để tăng cái hệ số cơ quan kinh tế cây trồng? Thì ở đây chúng ta có một số biện pháp như là chúng ta chọn giống cây trồng có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế như là hạt, quả, củ với cái tỷ lệ cao, dẫn tới là nó tăng năng suất kinh tế của cây trồng. Thứ hai là chúng ta sử dụng những cái biện pháp nông sinh như là phân bón hợp lý này. Ví dụ chúng ta bón kali này giúp vận chuyển các sản phẩm quang hợp nó vào hạt, vào củ và quả một cách tốt hơn. Như vậy thì cái bài này á thì nó cũng tương đối rất là đơn giản đúng không? Học từ bữa bắt đầu học về cái nội dung quang hợp thì cái bài này là cái bài mà chúng ta dễ tiếp thu nhất đây. Nó đơn giản nhất bởi vì chủ yếu là nó vận dụng vào thực tế thôi. Thì cô cũng có một số cái câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta làm phần này này. Câu 1, quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng? Chúng ta nói ngay lên đúng không? 90-95% năng suất cây trồng. Như vậy là này là chúng ta chọn phương án đó là câu D. Câu số 2,
Tăng diện tích lá của cây trồng thì có thể tăng năng suất cây trồng. Vì sao? Vì nó làm gì đây các em? Tăng cường độ quang hợp, tăng tích lũy các chất hữu cơ, cho nên dẫn tới là tăng năng suất cây cây trồng. Như vậy chúng ta chọn phương án đó là B. Còn nhiều lá thì hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa được chuyển nhanh hơn cho quang hợp thì nó không có rõ ràng này, đúng không? Lá thải nhiều oxy hơn từ tó thúc đẩy hô hấp, có nhiều năng lượng nên tăng quang hợp. Tán lá rộng xỉ chi bớt mặt đất. Nói chung là câu A với câu B thì đọc thì chúng ta chỉ chung cái từ nhựa thì chúng ta thấy nó đã không chính xác rồi nè. Rồi C thì không phải thải oxy thì thúc đẩy hô hấp nè các em. Câu số 3, năng suất sinh học là, năng suất sinh học là gì? Năng suất sinh học đó là chúng ta nhớ là phân biệt với năng suất kinh tế nha. Tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi phút trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng. Mỗi phút là chúng ta thấy nó không chính xác đâu nè. Không thể tính bằng đơn vị phút được mà chúng ta tính bằng đơn vị là giờ. Như vậy B là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi giờ trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng, đúng không? Thì đơn vị giờ thì cũng chưa đủ để mà xác định được cái năng suất sinh học, mà đơn vị chính của nó đó chính là ngày. Đấy. Cho nên là chúng ta chọn ngay đó là phương án C. Nhớ nha, phút không phải, giờ không phải, mà tháng cũng không phải, mà cụ thể đó là mỗi ngày. Và cái câu cuối cùng đó là năng suất của cây phụ thuộc vào cái gì? Khả năng quang hợp của giống, nhịp điệu sinh trưởng bộ máy quang hợp, khả năng tích lũy chất khô và cơ quan kinh tế. Thì đương nhiên là chúng ta chọn cả A, B và C. Năng suất cây phụ thuộc hết vào những cái điều này: khả năng quang hợp này, nhịp điệu sinh trưởng bộ máy quang hợp này, khả năng tích lũy các chất vào cái cơ quan kinh tế. Như vậy là cái bài học ngày hôm nay kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi. Chỗ nào mà còn thắc mắc thì các bạn cứ comment ở dưới, cô sẽ giải thích cho các em. Chúc các em học tốt và cũng đừng quên là like, share và đăng ký vào kênh của thầy cô nhé. Hẹn gặp lại các em trong bài 12, đó là hô hấp ở cây xanh.